Xin chào các bạn nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á mình ăn cái món cốm nè các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Món ăn tuổi thơ nha các bạn. Món ăn này á mình ăn để mà mình nhớ về cái tuổi thơ của mình nha các bạn. Đó. Cốm này là cốm dắt nè các bạn. Các bạn thấy không? Ngon lắm luôn á các bạn. Còn cái này á là cơm miếng nè các bạn. À, mình có được một mâm cốm luôn các bạn ơi. Thiệt là ngon luôn đó nha. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Cốm này ngon lắm đó các bạn. Rồi mình mời các bạn cùng ăn nha các bạn. Cái này người ta ngào đường rồi với lại người ta làm mạch nha vô các bạn. Nó kết dính vô. Dẻo ngon lắm các bạn. Rất là ngon luôn. Ngày xưa các bạn mình còn ở dưới quê mình đó các bạn. Mình hay mua mấy cái này là mình ăn. Rồi đó tao bán cái này nè các bạn. Và sẽ vô từ bịch nhỏ nhỏ. Ở trong đó nó có cái tấm hình nữa các bạn. Tấm hình của nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia. Rồi dưới lại các bạn biết hình nào nữa không? Cái hình xuyên từ thiên á. Hồi đó mình thích cái hình đó dữ lắm luôn các bạn. Mình lại mình mua cái hình thiên đề thiên, mình mua đủ người hết trơn. Cái này á các bạn, người ta ta ép nó cứng hơn cái này. Cái này kiểu người ta bóp bằng tay nè, không có cứng bằng cái này. Này là để vô khuôn người ta ép nó cứng hơn. Ngon. Cái này mình ăn thì nó ít gớt hơn, còn cái này gớt nhiều hơn. Ăn cái món này nè các bạn, mà mình ăn ra là cái thời gian bây giờ là đang lúc có ve đó các bạn. Ở nhà mình giờ là nghe ve kêu dữ lắm luôn á. Nãy giờ kêu rồi, giờ em bớt kêu rồi đó. Chút xíu nữa kêu nữa cho các bạn nghe nè. Ve kêu dữ lắm. Hôm nay sắp sửa nghỉ hè các bạn ơi. Rồi có ve. Các bạn biết không? Mình ăn gì là mình nghe nó nhớ lại hồi tuổi mình còn nhỏ, còn xin tiền mẹ để đi mua bánh. Mà cái bánh này ngon thiệt luôn các bạn. Bánh này ngon lắm. Các bạn ăn bánh nhiều á, các bạn thấy bánh này á, nếu là để 5-7 món bánh vô á thì mình nói bánh này nó không ngon, mấy bánh kia ngon, nhưng mà thật sự mình ăn chỉ một bánh thôi nha các bạn thì mình mới biết được cái độ ngon của cái bánh này. Chứ mình ăn nhiều bánh cái mình hờ bánh này không ngon, mà thật sự á, mà ăn một mình nó là rất là ngon luôn các bạn. Lâu lâu ăn lại món này ngon thiệt luôn các bạn ơi.
Bánh này nó giòn giòn các bạn. Cái này cơm khô à, đã chiên lắm. Cơm khô hay cơm nổ gì quá, người ta chiên lên hạnh gì nè, người ta mới đi ngào đường đấy, nghe giòn ghê luôn. Không biết là người ta chiên hành chiên bằng cơm khô hay là người ta nổ cái hộp gạo không biết, nó giòn lắm. Mình thích ăn cái này nè các bạn, dẻ dẻ ngon rồi. Cái này thì nó hơi bị bở tại ta dò bằng tay các bạn, cho nên nó không được dẻ bằng cái này. Cái này ta ép mình cắn nghe nó giòn ghê luôn các bạn, mình ta ép vô khuôn á cho nên nó dính chặt với nhau vậy đó. Bữa trưa các bạn mình ăn cái này nghe ngon ghê thiệt chứ, ở nhà một mình nó buồn lấy cái này ra ăn. Này là các bạn như anh chị em nữa ăn cái này uống nước trà các bạn ngon lắm, giấc trưa ha có làm bình trà ra ngồi ăn uống nước trà. Còn mình thì mình không uống nước trà mà mình uống sữa. Đấy thì mình ăn hết một cục tròn với hai cục dẹp nữa các bạn, ngon ghê luôn. Món này lâu lâu mình ăn lại ngon thiệt. Ăn hết gốc rồi. Ăn ngọt uống nước đá ngon thiệt các bạn ơi, còn nhiều lắm luôn các bạn. Nhiều đây nè, người ta bán một mâm như vậy mà có 20.000 hả các bạn, rất là rẻ luôn á. Như một cái loại này nè là có một chục cục mà có 10.000 hả, còn cái loại vuông này nè cũng chục cục là cũng có 10.000 hả các bạn. Mình mua hai bịch là hai có 20.000 mà ra được một mâm như gì luôn các bạn. Ôi công phu người ta làm dữ lắm luôn á mới ra được nhiều đây các bạn, mà bán có 20.000 à, rất là rẻ nha các bạn. Video mình chia sẻ cơm cơm này kia bằng cơm nổ cái gì các bạn, cơm đường nè, cơm nổ cơm đường vậy. Video mình chia sẻ đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn nào thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.